Thủ tướng Anh tuyên bố London hoàn toàn có khả năng tự vệ trước Nga. Chuyên gia đề xuất chiến lược mới có thể cứu Ukraine khỏi bế tắc. Cách để EU gỡ phong ấn viện trợ cho Ukraine. Rộ tin xe tăng T-90M của Nga nhận được đạn tên đích có sức mạnh vượt trội. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sky News Peter Morgan mới đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột với Nga khi được hỏi về việc liệu Vương quốc Anh có sẵn sàng tự vệ đúng cách nếu Nga quay súng về phía mình hay không, Thủ tướng Anh đã trả lời một cách rõ ràng và quả quyết. Có. Ông nhấn mạnh, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho mọi người. Và thật không may, bạn biết đấy, thế giới ngày càng trở nên kém an toàn hơn. Và chúng ta thấy điều đó trong ví dụ về tình hình ở Nga và Ukraine. Nhưng gần đây chúng tôi đã thấy điều này ở Biển Đỏ. Trước đó hồi giữa tháng 1, ông cũng cho rằng chiến sự tại Ukraine có thể lan rộng nếu Nga giành chiến thắng nên các nước cần tiếp tục hỗ trợ kỳ ép. Trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Sunak phát biểu, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. Đó là lý do an ninh của Ukraine cũng là an ninh của Anh. Đó cũng là lý do chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Và tôi tin tưởng rằng các đối tác của Anh cũng có chung quyết tâm như vậy. Cũng trong tháng 1, Anh đã trở thành thành viên đầu tiên của nhóm G7 thực thi cam kết cung cấp đảm bảo an ninh song phương cho kỳ ép, cam kết mà các bên đã đạt được tại Vilnius, Litva năm ngoái. Thủ tướng Anh cũng đã công bố một gói viện trợ trị giá gần 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm tài khoá 2024-2025. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Kiev trong việc nâng cao năng lực trên các lĩnh vực quan trọng như tên lửa tầm xa, phòng không, đạn pháo và an ninh hàng hải. Ngoài ra, khoản viện trợ này cũng sẽ được sử dụng để mua hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái UAV trinh sát. UAV tấn công tầm xa và xuống không người lái. Anh được biết đến là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự với Nga bùng phát. Theo chính phủ Anh, gói viện trợ mới nhất này sẽ nâng tổng số tiền mà London đã viện trợ cho Kiev từ đầu xung đột lên hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Trong một bài bình luận trên tạp chí Phố Quân ngày 5 tháng 2, Chủ tịch Ban Cố vấn Quốc tế của Hội đồng Đại Tây Dương Stephen G. Hadley cùng Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc cấp cao của Trung tâm Chiến lược và An ninh Ska Krok thuộc hội đồng đại tây dương Matthew Kroenik đã nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã đạt đến một điểm quan trọng. Họ cho rằng cần phải đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và công nghệ tiên tiến cùng với việc thúc đẩy một chiến lược quân sự và ngoại giao mới và tăng cường sản xuất quốc phòng của Ukraine. Hai chuyên gia này lưu ý nếu chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden áp dụng cách tiêu cận này, Nhà Trắng có thể phải đối mặt với sự từ chối của Quốc hội trong việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine nếu thiếu một chiến lược rõ ràng. Theo ý kiến từ các chuyên gia, cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 đã không thành công như nhiều người mong đợi, khiến cho lực lượng Nga có điều kiện để tăng cường lực lượng. Các chiến thuật mới như sử dụng máy bay không người lái để phát hiện xe bọc thép và vũ khí chính xác để tiêu diệt chúng đã mang lại lợi thế cho lực lượng Nga trong việc phòng thủ. Trong khi đó, sự hỗ trợ từ phương Tây cho Ukraine không được đảm bảo, đặc biệt là khi đối mặt với tình trạng bế tắc ở Mỹ. Do đó, cuộc chiến đang có lợi cho Nga nhờ vào lợi thế về công nghiệp và nhân lực. Để đối phó với những thực tế này, Ukraina cùng các quốc gia ủng hộ Kyiv nên đề xuất và thực hiện một chiến lược phù hợp với các yếu tố chính. Để giải quyết những thực tế này, Ukraina cùng các nước ủng hộ Kyiv nên áp dụng một chiến lược như sau. Đầu tiên, hoạt động quân sự của Ukraina cần tập trung vào phòng thủ. Kyiv cần duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ, đặc biệt là tại Odessa, nơi cung cấp quyền tiếp cận biển Đen, rất quan trọng đối với nền kinh tế Ukraina, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc sang thị trường quốc tế các lực lượng Ukraine cần thiết lập các tuyến phòng thủ kiên cố và sử dụng các cảm biến và máy bay không người lái tiên tiến để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Thứ hai, Ukraine cần giảm phụ thuộc vào viện trợ từ nước ngoài. Với một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, Ukraine đang sản xuất nhiều vũ khí hơn trước cuộc xung đột. Kiev đã ký hơn 20 thỏa thuận với các đối tác quốc tế để cùng bảo trì và sản xuất vũ khí, giúp nước này tăng cường năng lực công nghiệp trong và ngoài nước. Công ty Rheinmetall của Đức và công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ở Ukraine để sản xuất xe tăng và máy bay không người lái. Trong khi đó, Mỹ đang bị tổn lại phía sau. Vì vậy, Washington nên khuyến khích việc hợp tác với các ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine thông qua các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ, giúp giảm thiểu rủi ro khi kinh doanh trong vùng chiến sự và giảm bớt các hạn chế, bao gồm các quy định về chuyển giao công nghệ theo quy định về buôn bán vũ khí quốc tế. Thứ ba, Mỹ và các nước khác nên giúp Ukraine xây dựng mạng lưới phòng không và hệ thống phòng thủ tên lửa cần được tăng cường. Ukraine cần tự bảo vệ mình trước chiến dịch không kích từ Nga. Các đồng minh phương Tây nên tái phân bổ các khẩu đội Patriot từ các khu vực khác của châu Âu sang Ukraine và hợp tác với Kiev để phát triển các hệ thống phòng thủ công nghệ thấp, chi phí thấp, chống lại máy bay không người lái và các vũ khí chiến trường khác. Ngoài ra, vấn đề tư cách thành viên NATO sẽ được gác lại ít nhất cho đến khi có một sanh giới phân chia ổn định giữa các lực lượng Ukraine và Nga và cường độ xung đột giảm bớt. Đây là những vấn đề nhạy cảm và tư cách thành viên NATO của Ukraine cần phải có sự đồng thuận hoàn toàn trong liên minh. Sau khi phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Liên minh châu Âu-EU đã áp dụng một chiến lược kết hợp giữa áp đặt biện pháp gian đe và sẵn lòng nhượng bộ để mở khóa gói viện trợ trị giá 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong tuần qua, EU đã đạt được thỏa thuận về gói viện trợ này trong vòng 4 năm, sau một thời gian dài của sự bế tắc chủ yếu là do sự phản đối mạnh mẽ từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Trong khi ông Orbán tỏ ra hài lòng với kết quả chính trị này, các nhà phân tích cho rằng chiến lược vừa đấm vừa xoa mà các nhóm ủng hộ Ukraine tại EU đã sử dụng với Hungary đã giúp họ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu. EU đã đồng ý về gói viện trợ này cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái và quyết định cấp cho Kiev tư cách ứng viên, một quyết định mà ông Orbán đã phải chấp nhận một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, Thủ tướng Orbán, người có mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tỏ ra phẫn nộ trước quyết định từ Ủy ban châu Âu về việc cấm Hungary tiếp cận một số quỹ của khối do lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn đối với ngân sách của EU. Phản ứng lại, Thủ tướng Viktor Orbán đã đặt một số vấn đề quan trọng tại EU, trong đó có gói viện trợ cho Ukraine. Ông đã kiên quyết duy trì quan điểm này suốt nhiều tháng qua, bất chấp các nỗ lực thuyết phục từ các nước thành viên EU. Tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của các lãnh đạo EU tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 1 tháng 2, các nước đã chấp nhận nhượng bộ trước Hungary bằng cách đồng ý bổ sung một số điều khoản và dự thảo gói viện trợ cho Ukraine. Theo các điều khoản mới, Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU sẽ phải trình báo cáo thường niên về việc triển khai viện trợ cho Ukraine. Thỏa thuận này sẽ được các lãnh đạo chính phủ của 27 nước thành viên EU xem xét và thảo luận hàng năm trong vòng 4 năm tới. Sau 2 năm, Hội đồng châu Âu, cơ quan tham gia vào quá trình lập pháp của EU, có quyền yêu cầu Ủy ban châu Âu thực hiện việc đánh giá và đề xuất điều chỉnh gói viện trợ nếu cần thiết. Những điều khoản bổ sung này ban đầu có vẻ là làm cho gói viện trợ của EU cho Ukraine bị ràng buộc hơn. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao tiết lộ cho DWK của Đức, cơ chế kiểm soát bổ sung chỉ là một biện pháp mang tính biểu tượng. Phó Giám đốc Trung tâm Châu Âu thuộc Tổ chức Tư vấn Chính sách Hội đồng Đại Tây Dương tại Mỹ James Patrick nhận định, các điều khoản nhượng bộ này khiến Hungary có thể đe dọa phủ quyết gói viện trợ cho Ukraine trong các cuộc họp mỗi năm. Thỏa thuận vẫn chưa đường để Budapest thực hiện vai trò của mình trong tương lai, nhưng thực chất đã giảm thiểu nguy cơ gói viện trợ bị xét lại. Chuyên gia Bát Trích cho rằng, cuộc đấu tranh giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và các nhà lãnh đạo châu Âu về việc viện trợ cho Ukraine đã thể hiện rằng ông Orbán đang ngày càng trở nên mờ nhạt trong tầm nhìn chung của EU. Toàn bộ 26 thành viên còn lại trong khối đã kiên quyết giữ vững lập trường rằng an ninh của Ukraine là an ninh cho toàn châu Âu trong suốt quá trình đàm phán để vượt qua các trở ngại do Hungary tạo ra. Không chỉ nhượng bộ cho ông Orbán một số điều khoản mang tính biểu tượng, các nhà lãnh đạo EU còn áp đặt áp lực lên Hungary bằng cách tác động mạnh mẽ vào quỹ hỗ trợ mà khối có thể cung cấp cho Budapest. Từ tháng 12 năm 2020, EU đã phong tỏa 21,64 tỷ đô la Mỹ từ quỹ hỗ trợ phát triển cho Hungary sau khi bày tỏ lo ngại về các vấn đề liên quan đến thiết chế dân chủ và tình trạng tham nhũng tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Quốc gia Hungary vào cuối năm 2023, Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận rằng ông sẽ chỉ ngừng chặn viện trợ cho Ukraine nếu Bruxelles đồng ý gỡ bỏ sự phong tỏa các quỹ hỗ trợ của nước ông. Ông cũng lập luận rằng gói viện trợ cho Ukraine có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và tài chính của Hungary và nhấn mạnh rằng các thành viên khác của EU nên tự bỏ tiền túi thay vì ép buộc Hungary phải chia sẻ gánh nặng. Ông nói, đây là cơ hội tốt cho Hungary giành lấy những gì chúng ta xứng đáng được nhận. Chúng ta muốn được đối xử công bằng và đây là cơ hội tốt để khẳng định điều đó. Đối mặt với quan điểm của ông Orbán Hội nghị thượng đỉnh EU đã nhấn mạnh về việc Ủy ban châu Âu cần đánh giá một cách khách quan, công bằng, không thiên vị và dựa trên thực tế tình hình, đồng thời cam kết không phân biệt đối xử khi áp dụng cơ chế chặn viện trợ cho các nước thành viên. Theo các nhận định của các nhà bình luận của Politico, thông điệp này như rót mật vào tai ông Orbán vì nó có thể làm giảm áp lực từ cơ chế kiểm soát hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Hungary. Theo chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Chính trị Công Bình tại Budapest, Zegeli Ranai Nỗ lực của Thủ tướng Orbán trong việc cản gói viện trợ của EU cho Ukraine thực chất là một chiến thuật để tạo áp lực trong các cuộc đàm phán với khối EU. Hungary duy trì một lập trường trung lập đối với cuộc xung đột tại Ukraine, không muốn phải lựa chọn giữa phương Tây và Moscow. Do đó, Budapest đã dùng các biện pháp gây áp lực lên Bruxelles trong những tháng qua, thậm chí đe dọa sử dụng quyền phủ quyết về gói viện trợ Ukraine, chủ yếu là để đòi thêm quyền lợi cho chính mình. Chuyên gia Rainer lưu ý rằng, Thủ tướng Orbán gần như luôn áp dụng chiến thuật này mỗi khi EU cần phải đưa ra quyết định đòi hỏi sự đồng thuận từ 27 nước thành viên. Ông bình luận, Chính phủ Hungary nhân cơ hội này muốn thuyết phục EU chấp nhận đánh giá lại quyết định phong tỏa viện trợ trước đây và đưa ra kết luận có lợi hơn. Chiến thuật này đã mang về một số kết quả thực tế. Đây là lý do Thủ tướng Orbán coi thỏa thuận Bruxelles là một chiến thắng chính trị của mình. Ông viết trên mạng xã hội rằng đã hoàn thành nhiệm vụ khi đạt được một cơ chế kiểm soát gói viện trợ trong hai năm đầu và tuyên bố rằng Hungary đã đấu tranh thành công và tiếp tục giữ lập trường hòa bình bằng việc không gửi tiền hay vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao của EU cũng cho rằng những nhượng bộ mà Bruxelles đã làm cho Hungary là không đáng kể. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo EU cũng không đề cập đến việc ngay lập tức khôi phục chương trình viện trợ cho Hungary. Ông Orbán vẫn hài lòng với sự hứa hẹn từ các nhà lãnh đạo châu Âu vì ông không muốn làm leo thang căng thẳng quá mức, đặc biệt là khi nhiều thành viên của EU đã công khai cảnh báo rằng họ sẽ không tiếp tục chịu đựng sự thiếu hợp tác từ phía Hungary. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo người đồng cấp Hungary trong bài phát biểu trước thêm cuộc họp. Chúng ta không cảm thấy mệt mỏi vì Ukraine, nhưng chúng ta lúc này rất mệt mỏi với ông Orbán. Châu Âu cần đoàn kết ủng hộ Ukraine. Theo một số nhà ngoại giao của EU, các nước thành viên thậm chí sẵn sàng tăng cường áp lực lên Hungary bằng cách đe dọa tước một số quyền bỏ phiếu của Budapest hoặc loại bỏ nước này khỏi các quyết định thông qua một tuyên bố đặc biệt về viện trợ cho Ukraine Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đã liên tục tổ chức các cuộc họp riêng với ông Orbán để vừa gây áp lực vừa thuyết phục lãnh đạo Hungary hợp tác. Các nhà ngoại giao cùng các quan chức của EU cho rằng sau những lời thuyết phục và đe dọa từ các lãnh đạo của Ba Lan, Đức, Pháp và Italy, ông Orbán đã buộc phải chấp nhận thông qua gói viện trợ cho Ukraine, tránh đẩy Budapest vào một cuộc khủng hoảng chính trị thực sự với Bruxelles. Thủ tướng Estonia Kaiser Kallas đã gửi lời nhắn nhủ tới đồng cấp của mình ở Hungary Hungary cần châu Âu. Ông Orbán cần phải cân nhắc kỹ về thực tế là Hungary sẽ như thế nào khi được quyền đứng trong cộng đồng châu Âu. Truyền thông Nga gần đây đã đề cập đến việc trang bị hàng loạt đạn pháo thế hệ mới mang tên TENIX cho các xe tăng T-90M của nước này. Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Moscow vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc trang bị đạn 3VOF-128 TENIX cho các xe tăng T-90M. Tuy vậy, điều đáng chú ý là có bằng chứng về việc sử dụng loại đạn này tại Ukraine vào tháng 10 năm trước. Cụ thể vào tháng 10 năm 2023, Nga đã chính thức thừa nhận được sử dụng đạn Technic, đồng thời cho biết đây không phải là trang bị phổ thông đối với tất cả các xe tăng T-90M, mà chỉ là một trường hợp áp dụng cụ thể. Thông tin này sau đó đã được xác nhận bởi tướng Oleg Salyukov, tư lệnh của lực lượng mặt đất. Các thành viên tổ lái xe tăng T-90M hoạt động trên chiến trường Ukraina đã được cho là đã sử dụng đạn pháo 3VOF 128 Technic với mục tiêu làm suy yếu bộ binh Ukraina trong các hoạt động chiến đấu của họ. Những viên đạn đặc biệt này nổi tiếng với cấu trúc cho phép chúng giải phóng một loại đạn con khi đạn mệ phát nổ trên không, mang lại sức sát thương rất mạnh đối với bộ bình. Trong tuyên bố của mình, ông Salukov cho biết xe tăng T-90M đã nâng cao hiệu quả chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang đối phương bằng việc trang bị loại đạn nổ mạnh, tên cải tiến. Những viên đạn mang tính cách mạng này trang bị đạn con, được thiết kế để phát nổ tại một địa điểm xác định trước trên đường đi của chúng. Việc triển khai loại vũ khí công nghệ cao này đòi hỏi một quá trình phức tạp, bao gồm máy tính đạn đạo được thiết kế riêng cho loại đạn này, cài đặt sẵn tính năng đạn đạo của nó, đi kèm thiết bị cung cấp thông tin về đạn dược, hệ thống liên kết và tất nhiên là cả viên đạn 125 mm, 3 BOF 128 Tenix. Khả năng gây tổn thương của đạn Tenix không cần bàn cãi. Các báo cáo cho thấy rằng nó mạnh gấp 6 đến 8 lần so với đạn phân mảnh có sức nổ cao, 3 OF 26 truyền thống. Điều cần nói thêm là ngay cả khi không có ở trong tầm bắn trực tiếp, binh sĩ vẫn có thể gặp nguy hiểm từ những mảnh đạn. Với tốc độ lớn của những mảnh vỡ, việc ẩn nấp hoặc bảo vệ bản thân đặt ra một thách thức đáng kể. Tài liệu của Nga tiết lộ rằng đạn pháo 3VOF-128 Tannik sẽ trút xuống một khu vực với 5,4 kg mảnh vỡ. Những mảnh đạn này được sắp xếp trước khi phát nổ, mang lại khả năng bao phủ khu vực mục tiêu giống như hình nón. Vấn đề khác là theo nhận xét loại đạn chủng công nghệ cao nói trên, có thể gây ra cả thiệt hại vật lý và chấn thương tâm lý tình hình nguy hiểm của vụ nổ không chỉ dừng lại ở sự bất ngờ và mạnh mẽ mà còn là sự khó lường của con đường mà những mảnh đạn có thể đi gây ra cảm giác sợ hãi mất phương hướng và hỗn loạn nguy cơ không chỉ là tác động tâm lý ngắn hạn thực tế nó có thể kéo dài và thường dẫn đến tình trạng như dối loạn căng thẳng sau chấn thương và nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần tàn phá lan rộng do đạn xe tăng gây ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của binh sĩ và người dân bình thường điều này là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh áp đảo và khả năng phá hủy đặc trưng của xung đột hiện nay. Cuốn sách mới công bố của phóng viên Simon Suter vừa xuất bản có tên The Showman, Insider, The Invasion, Zasu, The World and Make a Leader of Volodymyr Zelensky đã nói về cuộc xung đột ở Ukraine và các chi tiết liên quan đã tiết lộ thông tin về đoàn tàu hỏa sẵn sàng để đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi đất nước khi gặp tình huống khẩn cấp. Trong tác phẩm, có một số thông tin ít biết về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Đáng chú ý, cơ quan an ninh Ukraine duy trì một đoàn tàu chạy không tài ở Kiev sẵn sàng cho Zelensky nếu cần rời thành phố để đảm bảo an toàn. Ông Sutter viết tháng 2 năm 2022, vào những ngày đầu của cuộc tấn công dữ dội của Nga, đoàn tàu trống rỗng và sẵn sàng rời ga trung tâm Kiev ngay lập tức đã được các nhân viên an ninh kiểm tra định kỳ xem có bất kỳ mối đe dọa nào không. Theo nhà báo Suter, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tại thời điểm đó, ông Oleksiy Renikov đã nhận định rằng Nga đang cố gắng tạo ra tình trạng hoảng sợ và thúc đẩy Tổng thống Zelensky rời khỏi Kiev. Chiến thuật của Nga là đẩy Tổng thống ra khỏi Kiev, họ đang kiểm tra tinh thần của chúng tôi. Nhiều nhà lập pháp khác cũng đã rời khỏi Kiev, cùng với nhiều sĩ quan cấp cao và trung cấp của cơ quan an ninh Ukraine SBU có ý định tương tự. Quyền sách cũng tiết lộ rằng vợ và con gái của Tổng thống Zelensky, sau đó cũng đã rời Kiev trên một chuyến tàu riêng đi kèm với một đội bảo vệ và một chiếc vali kéo. Hồi tháng 2 năm 2022, nhiều phương tiện truyền thông đã dự đoán rằng Tổng thống Zelensky sẽ rời khỏi đất nước nếu tình hình giao tranh leo thang. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Zelensky, Tổng thống Viktor Yanukovych đã đến Nga sau khi làn sóng biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu, Euromaidan tràn ngập Kiev vào năm 2014. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đã gần 2 năm kể từ khi xung đột bùng phát, ông Zelensky vẫn chưa từng bước lên tàu. Bất chấp việc nhiều người tin rằng ông sẽ sớm làm vậy, quyết định không rời khỏi đất nước của nhà lãnh đạo Ukraine từ lâu đã được công nhận là bước ngoặt ban đầu trong cuộc chiến với Nga. Theo cuốn sách, ngay cả trong cơ quan tình báo của ông Zelensky cũng không rõ ông sẽ thực hiện cách tiếp cận nào, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine. Ông Oleksiy Danilov nói với nhà báo Sutter rằng đó là yếu tố bạn không bao giờ có thể tính toán được vào những ngày đầu của giao tranh ý tưởng về xe tăng nga tiến vào thủ đô của ukraine là rất thực tế kiev đã từng bị oanh tạc từ trên không với tiếng pháo từ vùng ngoại ô mối nguy hiểm rất nghiêm trọng khi kiev dễ bị tấn công cả trên bộ và trên không và ông zelensky được thúc giục chuyển đến các bông ke ở rìa thành phố trong khi đó các nhà lãnh đạo ở phương tây bao gồm tổng thống mỹ joe biden đã ngỏ ý giúp người đồng cấp Ukraine thành lập chính phủ ở nước ngoài. Theo quyền sách, có một đề xuất nổi bật là tạo điều kiện cho ông Zelensky điều hành đất nước từ miền đông Ba Lan. Tuy nhiên, ông Sutter viết rằng, Ông Zelensky đã từ chối và liên tục chuyển hướng các cuộc thảo luận, chủ yếu tập trung vào việc phương Tây có thể hỗ trợ phòng thủ Ukraine như thế nào. Trong nước, ông Zelensky đã có một bài phát biểu từ Ban làm việc nhằm chấn an người dân. Ông Zelensky tự quay đoạn video bằng điện thoại, ghi lại cảnh ông và các trợ lý thân cận nhất vẫn đang ở phố Bankova của Kiev và nói rằng tất cả chúng tôi đều ở đây bảo vệ nền độc lập và đất nước của chúng ta. Ông Robert Bob Beckwith, người lính cứu hỏa nổi tiếng đứng cạnh Tổng thống Bush trong bức ảnh biểu tượng tại hiện trường vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 đã qua đời vào ngày 3 tháng 1 hưởng thọ 91 tuổi. Thông tin này được con trai ông, Matthew, công bố ngày 5 tháng 1. Ông Beckwith sinh năm 1932, là một lính cứu hỏa của thành phố New York từ năm 1965 đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1994. Sau khi hai máy bay của American Airlines và United Airlines bị nhóm không tặc điều khiển đâm vào tòa tháp phía Bắc và phía Nam, của khu phức hợp trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York ngày 11 tháng 9 năm 2001, Beckwith đội chiếc mũ bảo hộ bằng da, mặc đồng phục cứu hỏa cũ và gia nhập đội dọn dẹp ở hiện trường, gọi là Ground Zero. Tổng thống Mỹ khi đó là George Walker Bush lần đầu đến thăm hiện trường vào ngày 14 tháng 9 năm 2001. Beckwith trao cho ông một chiếc loa cầm tay và đứng cạnh tổng thống trên đống đổ nát. Ông Bush sau đó đứng khoác vai Beckwith và phát biểu với lực lượng ứng phó khẩn cấp. Khi Beckwith trở về nhà vào cuối ngày đó, ông đã trở thành một người hùng trong khu phố. Hình ảnh của ông đứng cạnh tổng thống Bush trên trang nhất của tờ The Daily News vào sáng hôm sau và trang bìa tạp chí Time hai tuần sau đó đã khiến ông trở thành biểu tượng của khả năng phục hồi của thành phố New York và sự ngoan cường của nước Mỹ. Ủy viên Sở Cứu hỏa thành phố New York, FDNY hiện nay, Laura Kavanaugh cho hay, bức ảnh mang tính biểu tượng của Beckwith với Tổng thống Bush đã ghi lại khoảnh khắc vừa truyền cảm hứng, vừa đau lòng. Beckwith là một trong nhiều thành viên FDNY đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia nỗ lực cứu hộ trong những ngày tháng sau vụ 11 tháng 9, như minh chứng cho sự tận tâm đối với đại gia đình FDNY. Cựu Tổng thống Bush cho biết, Ông tự hào khi đứng cạnh bốp tại Ground Zero và có đặc ân được giữ liên lạc với người đàn ông yêu nước này nhiều năm qua. Bakewit cũng từng đến Nhà Trắng thăm ông Bush.